Thì mẹ dừng đi. Mẹ dừng đi các bác ơi. Mà kham của ông đây, quả mè rồng này, mè tròn này, mè tròn, mè rồng, thoải mái, hàng năm từ sai từ dục chẳng ai ăn trên rừng đây. Người rồng mình quay về đây, bác ấy gọi rồi, bác vừa về nhà đi nữa, này đến đây thôi, nghẹt rồi đây, bác thấy chưa, mẹ mình chỉ lấy một ít đường xa chẳng đường đi được, không đi được, đường xa có người rồng đây, mẹ rồng đây, vô như kia vô để kèn mình vừa hái này, kèn như kia này là sai nhiều. Mình quay bằng điện thoại cho nên nhìn nó mờ mờ, các bác thông cảm. Mình không có tiền để đầu tư cái camera cho quay về rồi. Đây, rừng đầu nguồn này. Đây, cái khe này. Khe này là khe đầu nguồn, chỗ này là chỗ nước nó chảy ra từ cái vách đá này. Bác thấy chưa, cái hòn đá to bên kia, ở đây mà đi tìm nấm ngọc cẩu thì nhiều đấy, hôm nay mình không đi tìm nấm ngọc cẩu mà là đi chơi thôi, làm người dừng một ngày thử xem. Có đi áp tận đây, khe đây, khe đây, đây nước chảy từ cái khe ta bên kia. Chỗ này, đây là đào khe này. Hoa chuối rừng. Bác Vương nó bắt gọi về nhà. Về thôi. Xin chào các bác nha.